trên báo Sao Xì Ta có tiêu đề bài viết chuyện gì xảy ra khi vợ chồng Quang Hải bị sưng tím mặt. Khoảnh khắc này của đôi vợ chồng Chu Thanh Huyền, Quang Hải đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chiều ngày 10 tháng 7, Chu Thanh Huyền bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân. Cô đăng tải hình ảnh cùng ông xã Quang Hải nhưng lại không phải ở diện mạo xinh đẹp và chuẩn chỉnh nhất. Thay vào đó, vợ chồng Chu Thanh Huyền, Quang Hải lại lộ gương mặt bầm tím ở vùng trán, quanh mắt và miệng. Không những vậy, Chu Thanh Huyền còn đính kèm dòng trạng thái gây chú ý. Rồi. Song thực tế đây chỉ là trò đùa hài hước của cả hai. Chu Thanh Huyền và Quang Hải dường như đã chụp ảnh bằng một lớp filter để có diện mạo thê thảm như trên. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người còn nhanh chóng để lại bình luận tương tác hài hước như: đôi vợ chồng này đáng yêu thế, thật chân quá ạ. Đừng làm hài nữa, làm cầu thủ hợp hơn. Hiện tại Chu Thanh Huyền đang trong những tháng cuối thai kỳ. Trong thời gian này bà xã Quang Hải có sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng. Cô ăn uống thoải mái để em bé trong bụng khỏe mạnh nên khiến bản thân tăng cân trông thấy phá nét trên gương mặt. Chu Thanh Huyền cho biết bản thân còn thường rơi vào tình trạng mệt mỏi nên lười vận động. Chu Thanh Huyền tăng 10kg, chạm mốc 55kg. Tuy nhiên cô vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, tươi tắn cùng làn da trắng sáng, mịn màng không chút khuyết điểm. Trong hành trình mang thai con đầu lòng, Chu Thanh Huyền còn có sự đồng hành của ông xã Quang Hải, năm cầu thủ chăm sóc vợ một cách chu đáo. Chu Thanh Huyền chỉ cần nghỉ ngơi, không phải đụng tay vào công việc nhà vì được ông xã phụ làm hết. Quang Hải còn thường xuyên nấu ăn, bóp vai và cưng chiều vợ bằng cách tặng hẳn chiếc túi xách từ thương hiệu xa xỉ, giá bán đắt đỏ.